Nếu như trước đây, việc thanh toán khi mua hàng hóa tại các chợ truyền thống chủ yếu là sử dụng tiền mặt, thì nay, nhiều quầy hàng, sạp hàng của tiểu thương tại chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku đã được trang bị mã thanh toán QR hoặc số tài khoản ngân hàng để phục vụ khách có nhu cầu chuyển khoản thanh toán chi phí mua hàng, có thể dễ dàng thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng. Tiền cho người đi chợ mà tiền cho người bán nữa, nhiều khi họ không có tiền, họ ngại, họ không dám mua, là họ quẹt mã luôn vậy đó. Đôi bên, ví dụ nhiều khi người đó mua 100 mà định mua 200, mà trong lúc cầm tiền không đủ, thôi bây giờ cho chị chuyển khoản đi rồi chị lấy thêm thì mình ok. Chợ truyền thống là nơi mua bán chủ yếu thường xuyên của đại bộ phận người dân, nhất là ở vùng nông thôn. Chính vì vậy, thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống được xem là giải pháp quan trọng nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong dân cư. Tuy nhiên, khi thói quen dùng tiền mặt vẫn còn, thì việc thay đổi này cũng cần có thời gian để người dân làm quen, thích nghi. Thường thường thì mình sử dụng tiền mặt nhiều hơn. Tại vì nhiều khi chẳng lẽ đi chờ một bó rau muống 5 ngàn mà mình cũng thanh toán qua thẻ thì nó phức tạp quá. Thế mình nghĩ là thôi cứ tiền mặt đi cho nó dễ. Còn sử dụng các dịch vụ lớn hoặc là mua thịt số lượng lớn thì mình sẽ sử dụng là thẻ. Mặc dù với nhiều người dân hiện nay, thanh toán bằng tiền mặt khi đi chợ truyền thống vẫn là thói quen, nhất là khi mua những mặt hàng giá trị thấp như bó rau, con cá. Thế nhưng, đối với các tiểu thương đã thay đổi thói quen trong thanh toán giao dịch mua bán đáp ứng nhu cầu khách hàng. Khách hàng á, nhiều lúc họ trời mưa gió hoặc là họ bận việc gì đó là họ làm biến đi rút ra cây thẻ, rút phải chờ đợi rồi rút cũng tốn phí. Và nhiều người họ là biến vậy đó, cái là họ sẵn đi chợ là họ cứ họ mua mớ bông vậy rồi cứ họ nói thôi cho chị chuyển 1-2 triệu chị đi lấy, chị đi chờ chị khỏi mất công rút, thì thôi mình cứ sẵn đó mình cho khách hàng lấy thôi chứ không. Tại điều kiện cho khách hàng cũng như là giữ mối quan hệ vậy đó. Dù chưa chuyển đổi hoàn toàn, nhưng có thể thấy tại các chợ truyền thống, tiểu thương và người mua hàng đang dần thay đổi thói quen từ sử dụng tiền mặt sang các phương thức thanh toán điện tử. Chính việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong các chợ truyền thống không chỉ giúp giao dịch mua bán được an toàn, thuận lợi, mà còn tạo bước đệm cho công cuộc chuyển đổi số trong toàn dân.